chương 631, chênh lệch vẫn quá lớn. Lúc bấy giờ, trước sự kinh ngạc của yêu băng phong huyết mẫu, thân thể Hoàng Minh nhẹ nhàng bay lên. Tam tháp bay cung quanh thân thể của hắn, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Bí pháp tăng cường lực lượng, lại còn có pháp bảo nữa sao? Yêu băng phong huyết mẫu thấy được Hoàng Minh lực lượng tăng lên mạnh mẽ liền nhíu mày kinh ngạc không thôi. Bí pháp này cũng thường xuyên xuất hiện, coi như là một loại thủ đoạn ác chủ bài. Chính là lúc nguy hiểm tăng trưởng lực lượng tạm thời, tác dụng phụ hiển nhiên là không nhỏ chỉ là yêu băng phong huyết mẫu không hề hay biết, đó không phải là bí pháp tăng cường lực lượng nào cả. Hoàng Minh lúc này chính là đột phá cấp độ huyết mạch, đạt tới siêu say đa cấp 5. Lực lượng thật mạnh mẽ, yêu băng phong huyết mẫu sao, ta không sợ. Hoàng Minh gầm lên, thân thể như một đầu hung thú lập tức phóng tới. Quanh ảnh thân pháp lúc này được tăng cường không biết bao nhiêu lần, tốc độ của Hoàng Minh trở lên khủng bố hơn bình thường, chỉ để lại một vệt tàn ảnh mờ ảo. Hừ, trước mặt ta, ngươi vẫn chỉ là con kiến hôi mà thôi. Trầm một cước mạnh mẽ của Hoàng Minh đã tới, trong phút chốc cùng cánh tay của yêu băng phong huyết mẫu va chạm. Sóng xung kích bạo phát, thân thể Hoàng Minh lão đảo lui về sau hơn 20 mét mới ổn định lại. Mà yêu băng phong huyết mẫu vẫn là lạnh lùng đứng yên tại chỗ không một chút dao động. chênh lệch giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Không tin không đánh được ngươi. Hoàng Minh gằn giọng nói. Đây là lần thứ hai trong đời hắn muốn chiến thắng như vậy. Chắc có lẽ từ trận chiến với Ma Vương, huyết mạch siêu say đa chảy trong người hắn đã hoàn toàn bứt phá hắn càng muốn chiến đấu, chiến đấu để đột phá, chiến đấu không sợ hãi. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh lập tức sử dụng đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Hơn một ngàn Hoàng Minh xuất hiện bao trùng yêu băng phong huyết mẫu vào bên trong. Ngay lập tức, tiếng hò hét vang trời. Ra sen găng. Chi đo Liên tục có ảnh phân thân lao đến, chiến thuật biển người lúc này được Hoàng Minh triển khai triệt để. Thế nhưng tổn hao hơn một nửa vẫn là không chạm đến được một góc áo của yêu băng phong huyết mẫu chỉ thấy nàng ta trong sự vây công khủng bố của hoàng minh vẫn nhẹ nhàng thông dong đánh ra trảo ấn liên tục một trảo liền phá đi bốn năm ảnh phân thân của hắn hoàng minh hai mắt lóe lên tinh mang hai tay bất giác hóa ra thành hai đạo máy móc cực kỳ quỷ dị lập tức hai đầu đạn lớn bằng cánh tay của người lớn được bắn tới yêu băng phong huyết mẫu trước sự vây công của đám ảnh phân thân vẫn vô cùng cảnh giác cảm nhận được hai đạo hỏa tiễn tên lửa bắn tới liền chém ra một đạo hàng quan chém vào chú dê giữa không gian ầm ầm hai tiếng nổ vang trời Khói bụi tản ra làm tầm nhìn biến mất. Yêu Băng Phong Huyết Mẫu nhíu mày ngọc, cánh tay lại phất một cái nữa đem đám khói trắng xóa này tản đi. Chính vào lúc này, một âm thanh như tiếng xé gió giữa trời không đã lao đến. Trước ánh mắt kinh ngạc của Yêu Băng Phong Huyết Mẫu, một vật lớn giống như một lưỡi cưa khổng lồ đã xuất hiện trước mặt nàng. Phong nguyên tố nồng đậm khiến không gian nứt ra những đạo khe nứt nhỏ. Tiếng xé gió làm người ta da đầu dựng đứng cả lên. Yêu Băng Phong Huyết Mẫu muốn tránh lúc này liền không kịp rồi, nàng chỉ có thể ngạnh kháng bắn ra hai đạo tên lửa kia chính là kế hoạch của Hoàng Minh. Hắn có ý muốn che mắt yêu băng phong huyết mẫu để thi triển nhẫn thuật cực mạnh. Ra sen sun. Âm um, âm um, âm um, âm. Um. Yêu băng phong huyết mẫu đỡ lấy một đòn này không ngờ bị ép cho liên tục lùi lại. Hai tay của nàng được bao trùm năng lượng băng thuộc tính lúc này đều bị phong thuộc tính điên cuồng xoay chuyển cắn xé. Nàng thật sự kinh ngạc trước một đòn bất ngờ này của Hoàng Minh. Bảo cho ta. Hoàng Minh hét lớn, ngay lập tức tiếng nổ vang trời yêu băng phong huyết mẫu hứng chịu vụ nổ này ngay tức khắc thiên địa biến sắc trung tâm vụ nổ không ngừng có năng lượng phong thuộc tính như bảo tát liên tục cắn xé không gian phải mất gần một phút trung tâm vụ nổ này phong thuộc tính mới chậm rãi tán đi hoàng minh lăng không mà đứng ánh mắt tràn ngập tia ngưng trọng nhân loại ti tiện bản thân đã đánh giá thấp ngươi thế nhưng vẫn một câu nói kia thực lực ngươi còn chưa đủ chịu chết đi từ bên dưới thân ảnh yêu băng phong huyết mẫu từ từ xuất hiện trong không gian vụ nổ vừa rồi toàn thân nàng y phục đều đã nát bấy thế nhưng lại được một lớp băng bao bọc lại nhìn không khác một bộ chiến giáp trắng tinh xảo vô cùng hoàng minh ánh mắt co lại lời yêu băng phong huyết mẫu vừa nói nàng ta đã di chuyển không phải là thuấn di mới đúng hơn tốc độ quá khủng khiếp hoàng minh không thể rõ ràng đối phương là tốc độ quá nhanh hay thật sự là thuấn di chỉ là lần này hắn càng thảm rồi ầm 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 thân ảnh yêu băng phong huyết mẫu như quỷ mị liên tục xuất hiện bên cạnh hoàng minh ở các hướng Từng đạo trưởng ấn cùng quyền cướp nhắm vào đầu hắn mà đánh tới. Hoàng Minh cũng điên cuồng phản công. Nhờ vào thiết nhãn, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ phía trước cùng phía sau. Chỉ cần là năng lượng ba động sẽ lập tức đối quyền. Chương 632, lại đột phá. Giữa không trung lúc này chính là cuộc đấu tay đôi của Hoàng Minh cùng yêu băng phong huyết mẫu. Quyền cướp như mưa rơi xuống, ban đầu Hoàng Minh còn bị yêu băng phong huyết mẫu chèn ép không thở nổi, thân thể dính không biết bao nhiêu quyền. Thế nhưng càng ngày hắn càng nhanh hơn càng chống lại thậm chí còn phản công. Hừ, tử kỳ của ngươi tới. Băng ti quyết chấn. Chính vào lúc này, yêu băng phong huyết mẫu lui lại, hừ lạnh mà quát. Lập tức Hoàng Minh cảm nhận được thân thể hắn cứng ngắc, không biết từ khi nào trong thân thể hắn đã chứa hàng trăm bông tuyết nhỏ bé. Đây quả thực là khó có thể tin được. Chẳng lẽ, Hoàng Minh kinh hãi, chính là từ đầu đến giờ đối quyền. Yêu băng phong huyết mẫu đã ký vào thân thể hắn không ít loại nhỏ hạt tuyết này. Nhưng nghĩ tới đã muộn rồi, thân thể Hoàng Minh lập tức nổ lớn. Toàn thân máu me bắn ra, toàn thân rơi xuống không ít bộ phận cơ thể. Một lần nữa hắn lại rơi xuống mặt băng. Chính là mặt băng chỗ này lại mềm, hắn rơi xuống liền tạo thành một cái hố không nhỏ. Nhân loại, chết đi chi bản thân. Yêu băng phong huyết hai mắt rét lạnh, hai tay vung mạnh, hai đạo trưởng ấn khổng lồ lại đánh xuống. Lần này nàng quyết định không cho Hoàng Minh hắn một cơ hội nào nữa hết. Nhất định phải giết tên nhân loại ti tiện này chỉ là yêu băng phong huyết mẫu vừa đánh xuống hai đạo trưởng ấn khổng lồ kia ba bóng ảnh nhỏ lại lập tức bay lên xoay tròn tạo thành một cổ năng lượng kỳ dị đón đỡ lấy hai trưởng của nàng ầm ầm hai cổ trưởng ấn va vào vòng tròn của tam tháp lập tức nổ tung tam tháp không ngờ một lần nữa giúp hoàng minh giữ lại một mạng thế nhưng sau lần chống chịu này ba tòa tháp năng lượng đều yếu đi rất nhiều thậm chí còn suy kịp không thôi bọn chúng xoay thêm mấy vòng liền rơi trên mặt băng tuyết không còn chuyển động yêu băng phong huyết mẫu rõ ràng đã tức giận tột cùng hai lần triển khai sát chiêu đều bị ba tòa tháp này mạnh mẽ đỡ lấy. Tên nhân loại ti tiện kia giống như đánh mãi không chết khiến nàng mất mặt không thôi. Đường đường là một siêu cấp thượng vị thần đại viên mãn, vậy mà chỉ một tên hạ vị thần lại không giết được. Thế nhưng chứng kiến ba tòa tháp nhỏ kia rơi xuống mặt đất như mất đi tinh quang, ánh mắt yêu băng phong huyết mẫu lần nữa hiển lộ quanh mang sát khí. Lần này để xem còn ai cứu ngươi, vũ phách chiến âm. Hai tay yêu băng phong huyết mẫu chấp lại, đồng thời khô động mấy lần đánh ra pháp quyết. Pháp quyết vừa xong, một vòng sáng mờ nhạt màu trắng bắn ra bốn phương tứ hướng. Nếu không tập trung nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy được. Đây chính là thiên phú của yêu băng phong huyết mẫu. Đòn tấn công bằng tinh thần này chính nàng đã dùng để giết vô vố nhân mạng. Đây cũng chính là đòn tấn công ban đầu khiến hơn ngàn người mất đi sức chiến đấu. Đòn tấn công bằng tinh thần đánh vào linh hồn cực quỷ dị cùng mạnh mẽ. Căn bản là khó có thể chống đỡ nhất, đây cũng là vì sao tại tiên giới những kẻ có chiến kỹ tinh thần cực ít. Mà mỗi lần ra tay đều khiến người ta kiên kỵ sợ hãi. Màu sáng quang mang lúc này bắn ra xung quanh, bán kính của nó thật lớn. Phía bên dưới hô băng kia, Hoàng Minh đang tố lại thân thể. Thân thể hắn một lần nữa được tái tạo, linh lực mất đi quá nhiều, khuôn mặt hắn lúc này cũng đã tái nhợt, khí tức chập chờn. A a a, khốn kiếp, thanh tẩy. Bất chợt linh hồn hắn như muốn nứt vỡ, đầu như muốn nổ tung. Hoàng Minh đau đớn cắn răng mà quát. Kỹ năng thanh tẩy lập tức được sử dụng. Thật may cho hắn là thanh tẩy kỹ năng là 10 phút quay vòng một lần, vừa rồi hắn đã hoàn toàn quay vòng thành công khốn kiếp mạnh mẽ nuốt xuống một nguồn máu hoàng minh gầm lên máu huyết hắn lúc này lại càng thêm số trào từng phân tử máu lúc này liên tục di động điên cuồng kỳ biến phát sinh mỗi tế bào máu vàng trong người hắn lập tức phân hóa thành hai từ hai phân hóa thành bốn từ bốn phân hóa thành sáu tốc độ này khiến cho kinh mạch hoàng minh bành trướng hắn còn không có biết chuyện gì xảy ra mỗi một tế bào màu vàng này như có linh tính chúng di chuyển bao lấy tế bào máu màu đỏ cùng màu trắng chẳng mấy chốc tổ hợp thành 10 vàng, một trắng, một đỏ. Hoàng Minh lúc này như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, mạch máu rung lên như muốn nứt vỡ. Hắn điên cuồng gầm lên phát tiết cơn đau trong lòng. A a a a a a. Xung quanh hắn tử lôi chói lọi, từ dưới hố băng bắn lên tinh quang khủng bố. Yêu băng phong huyết mẫu nhìn một màn kia cũng chấn kinh không thôi. Nàng rõ ràng cảm nhận được một cổ khí thế kinh nhân phát ra, quả thực khó có thể tin được trước mắt. Tiếng gầm của Hoàng Minh vang vọng không gian, hắn điên cuồng, máu huyết hắn càng điên cuồng. ầm ầm ầm, hố băng nổ tung, một đạo thân ảnh phóng lên trên không. người này chính là hoàng minh, thế nhưng hắn lúc này thật sự khiến người khác kinh sợ. mái tóc hắn đã trở thành màu đen tuyền phấp với tung bay trong gió. thân thể để trần bên trên, từng khối cơ bắp như thép khiến người ta cảm nhận được vô số sức mạnh. khuôn mặt hắn càng trở lên cương nghị, hai con mắt một đỏ tím một trắng vàng đầy quỷ dị. hai vành mắt hắn đều được bao phủ một viền màu đỏ xung quanh. càng đáng sợ hơn là, không biết từ lúc nào phía trước ngực hắn xuất hiện một đồ án hoa văn kỳ quái. Không rõ là thứ gì, chỉ thấy nó lấp lánh ánh vàng tràn ngập. Xung quanh thân hình hắn, lôi điện lúc này đã lớn bằng ngon tay cái, lập lòe bao quanh đầy dữ tợn. Chương 633, đánh mãi không chết tiểu cường. Rốt cuộc ngươi là ai? Yêu băng phong huyết mẫu đã chấn kinh rồi, trong lòng đã có chút hối hận. Đáng ra nàng không cần phải cố chấp giết tên nhân loại này làm gì nữa cả. Chỉ với gần ngàn viên thần cách kia đã đủ để nàng vượt lên trở thành chủ thần rồi thế nhưng lúc này lại thật sự phiền toái không dứt. Tên nhân loại này quả thực quá kỳ quái, giống như một con gián đánh mãi không chết. Từ nãy tới giờ hắn đã hai lần biến đổi kỳ lạ, thân thể ngoại hình, lực lượng tăng cường đáng sợ. Quả thực không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung nữa. Hừ, ta là ai không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết hôm nay ngươi chết chắc rồi. Hoàng Minh lạnh lẽo mà nói. Lời nói chất chứa hàng ý mạnh mẽ. Hắn cũng không nghĩ lần này dưới áp bức sinh tử đáng sợ này lại giúp bản thân hắn đột phá hai cấp bậc mạnh mẽ quả thực là phúc họa đang xen nếu không phải bản thân rơi vào sinh tử chiến chỉ sợ hắn còn không biết bao giờ mới có thể đột phá lúc này bản thân hắn vô cùng khao khát chiến đấu lực lượng tăng cường toàn thân tràn ngập lực lượng hừ nhân loại thấp hèn cho dù ngươi có mạnh lên bao nhiêu ngươi vẫn sẽ chết rất thảm yêu băng phong huyết mẫu mặc dù e ngại thế nhưng nghe được hoàng minh nói muốn giết chết nàng thì càng cảm thấy tức giận một thượng vị thần đại viên mãn như nàng lại bị một tên hạ vị thần tuyên bố giết chết đây quả là chuyện nực cười nhất tiên giới rồi. Hừ, chịu chết đi. Hoàng Minh cũng không nói nhiều, hai tay nắm lại. Một lớp linh lực hóa thành màu bạc bao quanh hai tay của hắn hóa thành hai đầu bạch hổ hư ảo. Thiếp nhãn lóe lên tinh quang mạnh mẽ. Phút. Tốc độ Hoàng Minh trở nên kinh khủng, gần như là ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Yêu Băng Phong huyết mẫu mà đánh tới. Tốc độ của hắn so với khi nãy đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Yêu Băng Phong huyết mẫu hai mắt co rút lại, mặc dù kinh hãi với tốc độ của Hoàng Minh, thế nhưng hiện tại với nàng chuyện này vẫn có thể tiếp nhận được. Bàn tay trắng nõn mang theo khải giáp trắng như tuyết liên tục đối đầu với quyền cước của Hoàng Minh. Hoàng Minh rất rõ ràng, yêu băng phong huyết mẫu này kỹ năng rất bá đạo khủng bố. Nếu hắn không quấn lấy nàng cận thân chiến đấu thì nhất định sẽ bị nàng ta ép chết. Vậy nên một màn cận chiến này lập tức được hắn phát động cực kỳ mạnh mẽ. Từng tiếng nổ vang lên, hai người trong nháy mắt đã liên tục đối đầu mấy trăm chiêu. Tốc độ ra chiêu của cả hai cực nhanh. Thế nhưng Hoàng Minh vẫn bị đánh cho đến thảm mặc dù hắn đã đột phá tới siêu say đa cấp 6, thế nhưng đối với yêu băng phong huyết mẫu vẫn là một cái hào lớn mà chưa thấy lấp đầy được. Bác quái nhất bách nhị thấp bác trưởng. Hoàng Minh hét lớn, thay quyền thành trưởng, tốc độ ra chiếu lập tức tăng lên gấp đôi. Hoàng Minh thay đổi thế công làm yêu băng phong huyết mẫu kinh ngạc. Thế nhưng cũng chỉ có thể ngăn lại của nàng một nửa công kích mà thôi. Trên người Hoàng Minh không biết đã dính bao nhiêu chiêu thức khủng bố rồi. Nhiều lần lục phủ ngũ tạng đều như muốn sôi trào, máu tươi đều được Hoàng Minh cưỡng chế nuốt xuống nếu hắn không cứng rắn nhất định thực lực sẽ theo những nguồn máu kia mà giảm mạnh cả hai chiến đấu không biết từ lúc nào đã liên tục di chuyển vào sâu hơn bên trong cấm vực phá băng tiếng nổ vang vẫn không dứt đôi khi là kỹ năng của cả hai lại được tung ra khiến cấm vực không ngừng chấn động bất chi bất giác đã trôi qua hai ngày hai ngày này đối với người khác không là gì chỉ là trải qua vô cùng bình thản thế nhưng đối với yêu băng phong huyết mẫu lại chính là một hồi chiến đấu vô cùng khó khăn cùng quốc ức nàng lúc này đã voi cùng hối hận hối hận vì đã cùng tên nhân loại này chiến đấu đáng ra nàng có thể mặc kệ hắn rời đi rồi, nhưng chỉ vì một chút kiêu ngạo liền muốn lưu hắn lại rồi giết đi. Hiện tại có hối hận cũng đã muộn. Nhân loại, hiện tại ta có thể cho ngươi rời đi, chính ngươi nên xem xét. Yêu băng phong huyết mẫu sau khi thi triển một loạt băng chùy đánh tới đều bị Hoàng Minh phá nát, nghiêng răng mà nói. Nực cười, ta đã nói rồi. Lần này không giết chết ngươi ta sẽ không mang họ Hoàng. Hoàng Minh hừ lạnh, ánh mắt mang theo chiến ý nồng đậm liên tục đánh tới. Hắn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng điều này khiến cho yêu băng phong huyết mẫu tức đến muốn thổ huyết. Mới ban đầu nàng còn có thể giết hắn như giết một con kiến. Thế nhưng không thể tưởng tượng được tên nhân loại này thuộc cái giống gì mà giết mãi không được. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu không phải mỗi lần nàng đánh ra sát chiêu tên khốn kiếp này lại chỉ trọng thương chứ không chết. Mỗi lần như vậy hắn lại gầm thét lên một lần. Mỗi một lần như vậy thân thể hắn lại biến đổi đến đáng sợ. Lực lượng, thân thể, linh hồn càng trở nên mạnh mẽ hơn gấp mấy lần điều này khiến cho yêu băng phong huyết mẫu thậm chí có cảm giác muốn khóc. Chương 634, lật ngược tình thế. Yêu băng phong huyết mẫu nhẫm tính lại, đây đã là lần thứ tư tên nhân loại kia biến đổi rồi. Lúc này hắn đã có thể đánh ngang tay với nàng, thậm chí còn đánh nàng thương tổn không nhẹ. Quả thực chuyện này vô cùng khốn nạn cùng không chấp nhận được. Ha ha ha, thượng vị thần đại viên mãn sao, đỡ lấy một đòn của bổn công tử. Hoàng Minh cười lớn, một quyền đánh ra. Quyền này có xu thế phá không cực kỳ mạnh mẽ, Tiếng gió rít còn mang theo một tiếng hổ gầm cực kỳ cuồng bạo. Cuồng vọng. Yêu Băng Phong huyết mẫu lúc này cũng triệt để nổi giận. Lúc này nàng cũng bỏ qua tính toán nữa. Nhân loại này triệt để muốn cùng nàng không chết không thôi. Nếu vậy, triệt để khiến hắn chết đi. Phật nộ băng liên. Từ cánh tay ngọc của Yêu Băng Phong huyết mẫu, một đóa hoa sen màu trắng cực kỳ tinh mỹ lập tức được kết xuất được nàng đẩy ra. Mặc dù không có ba động mạnh mẽ như một quyền kia của Hoàng Minh, thế nhưng đóa hoa này lại mang đến cho người ta cảm giác áp bức đến dọa người. Hoàng Minh lúc này cũng một mặt ngưng trọng, quyền này đã không thể thu về, khoảng cách của cả hai đã vô cùng ngắn. Liều mạng. Hoàng Minh nghiến răng thúc giục linh lực triệt để cường hãn đối đầu một chiêu này. Oanh long long. Tiếng nổ kinh thiên động địa lại vang lên. Mấy ngọn núi khổng lồ xung quanh đều bị vụ nổ này chấn cho rung chuyển liên tục sụp đổ. Cả Hoàng Minh lẫn yêu băng phong huyết mẫu đều bị kinh khí của vụ nổ đánh tới liền bắn sang hai bên không rõ sống chết băng tuyết sụp đổ ầm ầm khiến không gian chấn động hồi lâu dưới chân núi đã hoàn toàn được nấp đầy ầm một thân ảnh khó khăn từ phía dưới bay lên người này chính là yêu băng phong huyết mẫu lúc này nàng đã trọng thương rất nặng nguyên cánh tay phải từ bả vai đã bị chấn nát kháng thể không ít vết thương khủng bố máu tươi từng dọc chảy ra khuôn mặt tái nhật vội vàng thúc giục yêu nguyên còn sót lại của mình nàng cố gắng khôi phục lại cánh tay cùng thương thế trên người hừ nhân loại đáng chết rốt cuộc nhà ngươi cũng chết trong tay ta không nghĩ lại khiến ta trọng thương khủng bố thế này. Yêu Băng Phong huyết mẫu cắn chặt răng không ngừng nguyền rủa tên nhân loại kia. Vừa rồi một chiêu đối đầu cực mạnh. Nàng tin chắc một chiêu kia, nhân loại ti tiện này khẳng định đã chết. Nếu không phải vì hắn, nàng đã có thể lúc này trở thành chủ thần rồi. Hiện tại thương thế rất lớn, không có 3 đến 5 năm dưỡng thương thì khó lòng khôi phục. Chờ đến lúc khôi phục đỉnh phong thì nàng mới có thể tiếp tục luyện hóa thần cách để đột phá thành chủ thần cao cao tại thượng không nghĩ tới một trận chiến khiến nàng phải lùi lại kế hoạch của mình thêm 3 đến 5 năm. Nhân loại ti tiện, cái chết chính là kết cục của ngươi. Buồn ra lời nói nguyền rủa độc ác, yêu băng phong huyết mẫu liền muốn rời đi. Chính vào lúc này, mặt tuyết bên dưới lại có chấn động. Một tiếng nổ vang trời khiến mặt tuyết rung động thật mạnh. Vút! Một thân hình từ bên dưới mặt tuyết liền lao lên. Thân ảnh này cũng chật vật không thôi, thế nhưng khí tức vẫn mạnh mẽ sát phạt như vậy. Người này không phải Hoàng Minh thì là ai? Hắn lúc này cánh tay phải cũng đang được khôi phục với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mái tóc của hắn trở thành màu đỏ như máu, thân thể rắn chắc. Trên người hắn, dấu vết đồ án hoa văn kia từ lúc nào cũng trở thành màu đỏ cực kỳ chói mắt. Hiện tại hắn đang dừng lại ở cấp độ 8. Hoàng Minh vô cùng rõ ràng, biến hóa tại thân thể hắn lúc này đã thoát ly khỏi những gì hắn nhận biết về huyết mạch siêu say đa. Biến chuyển này Hoàng Minh nghi ngờ chính là tác động của huyết kế giới hạn của tộc Uchiha cùng tộc Hyuga. Hiện tại huyết mạch siêu say đa của hắn biến đổi đã vô cùng kỳ lạ cùng mạnh mẽ hơn. Điều này không biết tốt hay xấu, thế nhưng hiện tại Hoàng Minh rõ ràng một điều. Hắn đang trong trạng thái rất tốt. Ngươi chưa chết. Yêu băng phong huyết mẫu cực kỳ sợ hãi. Một đòn đối đầu vừa rồi chính là lực lượng một kích mạnh nhất của nàng. Vậy mà đối phương lúc này vẫn còn sống. Yêu băng phong huyết mẫu lúc này đã rất hối hận. Thực lực của nàng lúc này chỉ còn hai phần, không thể nào cùng hắn đối đầu được nữa. Nghĩ như vậy, trong đầu nàng đã có ý định cuối cùng, chạy trốn. Mặc dù đây chính là sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời nàng, thế nhưng nàng vứt bỏ tất cả. Nàng không muốn vì một chút công nghiêm kia mà bỏ lại mạng sống của mình, bỏ lại cố gắng mấy vạn năm tích lũy của mình. Nghĩ là làm, yêu băng phong huyết mẫu phất cánh tay. Một chiếc tổ ong lớn bằng cái chung xuất hiện. Ngay sau đó lập tức lại có vô số tiếng ong ong vang lên. Từ bên trong tổ ong kia vô số yêu băng phong huyết xuất hiện lao ra hướng Hoàng Minh mà công kích tới bản thân yêu băng phong huyết mẫu liền manh theo tổ ông kia mà rời đi. Vừa đi nàng vừa thả vô số ông thợ lao ra. Hàm ý muốn dùng bọn chúng để ngăn cản Hoàng Minh. Muốn rời đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đa trùng ảnh phân thân chi thuật. Chương 635, chung cùng. Nhìn thấy yêu băng phong huyết mẫu muốn rời đi, Hoàng Minh làm sao có thể cho phép đây? Hắn lập tức thi triển đa trùng ảnh phân thân chi thuật phân ra hai 000 ảnh phân thân. Ảnh phân thân hiện tại của hắn thực lực cũng vô cùng khủng bố, không phải đám yêu băng phong huyết bình thường có thể chống lại được. Tiếng nổ ầm ầm không dứt. Yêu băng phong huyết giống như thiêu thân không ngừng tự bào nhằm ngăn cản vô số ảnh phân thân của Hoàng Minh. Một bên công kích mạnh mẽ nhưng chịu sát thương liền vỡ tan. Một bên công kích yếu nhưng lại liều mạng không ngừng tự bào. Rốt cuộc hai bên cũng không ngừng va chạm. Hoàng Minh lúc này cũng chỉ quan tâm tới thân ảnh đang cấp tốc phi hành ở phía trước chính là yêu băng phong huyết mẫu. Tốc độ của hai người rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đi sâu vào bên trong hơn nơi đây băng tuyết cực kỳ cứng rắn. Bề mặt của băng bóng loáng thậm chí có thể nhìn thấy thân ảnh của mình khá rõ ràng. Còn muốn chạy, bá vương cường phụng tiễn. Trên tay Hoàng Minh lúc này bất ngờ xuất hiện một trường cung. Cánh tay dương trường cung lên cao, một mũi tên bằng năng lượng mạnh mẽ ngưng thành thực chất. Mũi tên nhắm thẳng vào bóng lưng phía trước. Hoàng Minh nghiến răng thật mạnh, hét một tiếng thả ra công kích. Yêu băng phong huyết mẫu rõ ràng cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm từ phía sau xuất hiện một tiếng kêu bé nhọn vang lên trong không trung chấn nhiếp tâm thần của nàng uy áp của yêu hoàng tộc làm thằng trí của nàng chợt ngay dại trong một giây thế nhưng một giây này chính là thời điểm quan trọng nhất yêu băng phong huyết mẫu cảm nhận được một luồng nhiệt lưu nóng bỏng kinh người từ phía sau đánh tới nàng lập tức quay người ánh mắt sợ hãi khi nhìn thấy một đầu chu tước khổng lồ mang theo uy áp vô thiên trái địa cùng hỏa diễm mạnh mẽ đang lao tới tâm thần rung động yêu băng phong huyết mẫu lúc này đã cảm thấy sợ hãi môi son cắn chặt hai tay nàng lập tức khu động thật nhanh huyền băng trọng giáp một tầng băng giáp khổng lồ dày đặc xuất hiện che chở trước thân thể của nàng tầng băng giáp này dày như một tường thành mạnh mẽ rắn chắc không thể công phá nhưng là yêu băng phong huyết mẫu thật khó có thể tin được một màn trước mắt chỉ thấy chu tước khổng lồ kia như một ngọn núi khổng lồ đè xuống một cây đại thụ tầng băng giáp khổng lồ kia nhanh chóng rạn nứt với tốc độ mắt thường có thể thấy được chỉ mấy giây tầng băng giáp kia hoàn toàn bị phá vỡ thành vô số mảnh mũi tên bằng năng lượng kia chỉ yếu đi một chút thế như trẻ tre điên cùng xuyên qua thân thể của yêu băng phong huyết mẫu rồi biến mất. Phục. Yêu băng phong huyết mẫu phun ra một nguồn máu tươi. Thân thể vô lực từ trên không rơi xuống phía dưới. Đến lúc này nàng vẫn không thể tin vào mắt mình được, tại sao một mũi tên kia lại có thể phá vỡ lớp phòng ngự cực mạnh của nàng. Tầng băng giáp kia độ kiên cố tuyệt đối là cường hãn, vậy mà vẫn bị phá nát. Có lẽ chỉ có Hoàng Minh hiểu được chuyện gì xảy ra, bởi vì chấn thiên cung sau lần đột phá kia mang theo nội tại xuyên thấu tầng băng giáp dày nhu tường thành đó không ngờ lại bị xuyên phá dễ dàng. Nhìn thân thể yêu băng phong huyết mẫu rơi xuống phía dưới, Hoàng Minh nhanh chóng đuổi theo. Hắn cũng không tin một chiêu vừa rồi có thể lấy đi tính mạng của yêu băng phong huyết mẫu. Nếu nàng ta có thể chết đi dễ dàng như vậy thì không còn gì đánh nói rồi. Yêu băng phong huyết mẫu chậm chậm rơi xuống, phía dưới là một vực sâu nhỏ không thấy đấy. Hai bên đều là băng tuyết cực kỳ rắn chắc. Thân thể nàng rơi vào chính là vực nhỏ này. Nhìn thấy Hoàng Minh lao theo dường như còn không muốn bỏ qua cho mình ánh mắt yêu băng phong huyết mẫu trở nên vô cùng độc ác. Chính là hắn đã dồn nàng đến mức đường cùng này. Chính hắn đã lấy đi, phá đi toàn bộ những gì nàng gây dựng. Ngươi, cùng chết đi. Yêu băng phong huyết mẫu ánh mắt tràn ngập quán khí. Mặc cho thân thể tự rơi, hai tay nàng kết thủ ấn. Ngay sau đó nàng phun ra hơn 10 ngụm máu vào màn sáng trong tay. Ngay sau đó màn sáng chuyển thành màu đỏ đậm. Hoàng Minh đang đuổi theo yêu băng phong huyết mẫu lúc này bỗng cảm giác khí tức nguy hiểm ngập tràn nhất là ánh mắt quán độc của nàng ta cùng quan cầu huyết sắc trong tay nàng ta vô cùng quỷ dị. Không ổn, nên rời đi. Hoàng Minh ánh mắt co lại, quay người lập tức rời đi. Trước khi đi cũng không quên găm xuống hơn 10 thanh cu nai phóng tới yêu băng phong huyết mẫu. Muốn đi, phong ấn thiên mộ băng nguyên, cùng nhau chết đi, ha ha ha. Tiếng cười của yêu băng phong huyết mẫu tràn ngập thê lương, hai tay vung mạnh. Quang mang huyết sắc kia bắn sang hai bên vách băng vực. Tiếng nổ vang trời khiến người ta sợ hãi hai bên vách núi băng bất ngờ chấn động lập tức hướng về bên trong ép lại. Chỉ trong mấy giây lập tức va chạm vào nhau, tiếng chấn động khủng khiếp khiến cả khu cấm vực trung chuyển. Chương 636, 2 năm. Hoàng Minh, chàng ở đâu? Hoàng Minh. Từng tiếng gọi thằng thàng, thàng vang lên trong màn đêm tuyết rơi. Một thân ảnh mỏng manh chậm chạp đi về phía trước. Thân ảnh này lung lay giống như sắp ngã nhào xuống mặt băng tuyết lạnh lẽo vậy. Mỗi bước chân chậm chạp tiến tới. Thiếu nữ quần áo không chỉnh tề, nhiều nơi đã rách lộ ra mảng da thịt đã đỏ lên có lẽ nàng đã rất lạnh thân thể run rẩy dựa vào trường kiếm chống xuống mà kiên cường bước đi hoàng minh hoàng minh thiếu nữ không biết đã gọi cái tên này bao nhiêu lần gọi đến khàn cả giọng thân thể vốn đã trọng thương thế nhưng nàng không hề quan tâm trong đầu nàng lúc này chỉ có một mớ hình ảnh người thanh niên đó gặp nàng vậy mà nàng vẫn chưa thể tìm thấy hắn tốc độ hồi phục của trung vị thần cũng không chậm nàng lần theo dấu vết đánh nhau từ từ tiến sâu vào bên trong tấm vực Mệ Nhĩ Thành vẫn ồn ào náo nhiệt cho dù là ngày hay đêm. Trong Mệ Nhĩ Thành thành chủ phủ, một mỹ phụ trung niên ngồi ngẩn người nhìn về phía xa xa bầu trời, khuôn mặt tràn đầy bi thương. Chỉ một lát, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má. Phu nhân, nàng đừng bi thương quá. Phi Nhi còn chưa có xảy ra chuyện gì cả. Sinh mệnh thạch của con bé vẫn còn, chắc chắn nó sẽ quay trở lại thôi. Một bàn tay đặt lên vai của lã liên phu nhân mà nói. Giọng nói mạnh mẽ, trầm ấm đầy tình cảm này chính là của thành chủ lập khương của mễ nhĩ thành lã liên phu nhân mãi suy nghĩ cũng không hề hay biết trượng phu tiến vào lúc nào nghe được trượng phu một câu nói ra tâm sự của nàng chỉ biết ôm lấy trượng phu mà nất lên phu quân chàng nói xem hai năm rồi hai năm rồi tại sao phi nhi còn chưa về lập khương ôm lấy nương tử chỉ thở dài một hơi nhẹ nhàng nói phu nhân nàng yên tâm đi phi nhi nhất định không có chuyện gì sinh mệnh thạch của nó vẫn còn hơn nữa nàng quên rồi sao trên cổ của Phi Nhi còn có một vật mà mẫu thân tặng cho nó mà. Nghe Lập Khương nói đến đây, Lã Liên Phu Nhân mới yên tâm hơn một chút gật đầu mà nói. Đúng vậy, Phi Nhi nhất định là không có việc gì. Đúng vậy, nàng đừng lo lắng quá nhiều nữa. Lập Khương vỗ về Lã Liên nhẹ nhàng ân cần. Mặt vụ sâm lâm nằm ở phía tây của tiên giới. Sâm lâm này trải dài mấy trăm vạn dặm. Kỳ hoa dị thảo, yêu thú, linh thú nhiều không kể xiết. Nơi này thích hợp cho những dòng binh đoàn thám hiểm cùng lịch lãm lúc này trong một khu rừng xuất hiện một thanh niên thân hình cao gầy. Mái tóc đen ngắn, khuôn mặt hết sức bình thường, chỉ có ánh mắt đầy tinh quang nổi bật. Thanh niên này chậm rãi đi về phía trước, trên lưng đeo một thanh kiếm dài không rõ làm từ chất liệu gì. Cả người hắn không phát ra một chút khí tức nào, giống như một người bình thường không có gì đặc biệt. Chỉ là lúc này bất ngờ từ phía trên cao một bóng ảnh lao xuống tốc độ cực nhanh. Thân ảnh này xuất hiện chính là một con lam xà cực lớn. Hai chiếc răng nanh sắc bén mang theo xu thế khủng khiếp, cái miệng lớn như chậu máu, ánh mắt hung hãn tác tới. Trong gan tất tình cảnh của thanh niên này rơi vào hiểm cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Hừ, nghiệt súc. Bất giác một tiếng hừ lạnh vang lên, bóng kiếm lướt nhanh đến chói mắt. Máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu của Lam xà rơi xuống mặt đất, cả thân hình của nó cũng từ trên thân cây nặng lề rơi xuống. Đến cả khi chết đầu Lam xà này cũng không biết được bản thân nó chết như thế nào. Thanh niên chỉ nhìn một chút thân thể Lam xà rồi cất bước rời đi kiếm của hắn vốn bị máu tươi của lam xà nhuộm đỏ lúc này lại tự động hút lấy toàn bộ máu huyết trở lại bình thường đầy quỷ dị nhẹ nhàng ra kiếm lại phía sau lưng thanh niên kia tiếp tục đi về phía trước rốt cuộc cũng thấy có đường đi nhìn một chút xem có nhân loại hay không thanh niên lầm bẩm bước chân dọc theo con đường mà đi tới trên đường một cỗ xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước chiếc xe ngựa này một màu đỏ hoa văn họa tiết khá đẹp đi xung quanh xe ngựa còn có bảy đại hán cưỡi ngựa bảo vệ xung quanh phía trước nhất còn có một đại hán đang cưỡi một đầu huyết ảnh lang thực lực đạt tới ngũ cấp. Đại hán này thực lực không tệ, đã là đại thừa kỳ đỉnh phong. Mà phía sau hắn bảy người khác đều là hợp thể kỳ. Người cao nhất cũng là hợp thể kỳ đại viên mãn. Phía trong xe ngựa lại có hai thiếu nữ. Một người chừng 18-19 tuổi, tóc buộc hai biếm xinh đẹp khả ái. Trên người nàng mặc một bộ y phục giống như một nha hoàng. Người ngồi cạnh nàng lúc này càng là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc đen nháy thả về phía sau. Ngũ quan cán đối, mày liễu mắt sáng long lanh dáng người cực kỳ nóng bỏng trên người lại mặc một bộ y phục thanh nhã nhẹ nhàng bao gọn càng làm nổi bật thân thể linh lung của nàng trên người nàng còn phát ra một loại khí chất ưu nhã khiến người khác khó lòng mà dời mắt đi được chương 637, theo tới la lan thành tiểu thư lần này trở về người chuẩn bị tham gia cường giả trẻ tuổi của la lan thành rồi chắc chắn người có thể lọt vào một trăm người mạnh nhất nha hoàng vui vẻ cười nói hai con mắt to tròn đầy linh động đúng vậy không nghĩ ta sinh ra chính là vào thời điểm này, vị diện chiến trường mở ra, quả thực là một hồi đại cơ duyên. Thiếu nữ xinh đẹp mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Má núng đồng tiền càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp động lòng người. Ui, tiểu thư, người ngày càng xinh đẹp nha. Lần này tham gia tranh đoạt danh ngạch chỉ sợ không ít thanh niên tài tuấn sẽ bị hấp hồn đâu. Nha hoàng kia hiếp mắt cười, đôi môi vểnh lên mà nói. Lại dám trêu ghẹo ta, có tin ta gả ngươi cho A Tam bên mã gia không? Hai thiếu nữ cười nói vui vẻ, hi hi ha ha trêu đùa bên trong xe ngựa. Bất chợt vào lúc này đại hán đi đầu ánh mắt hơi hiếp lại. Đôi con ngươi ngưng trọng nhìn về phía trước. Đầu huyết ảnh lang cũng hơi chuối người, thân thể rơi vào cảnh giác. Phía trước một thân ảnh đơn độc đang chậm rãi đi tới. Đại hán giơ tay biểu thì dừng lại, đoàn người lập tức rơi vào đề phòng. Người phía trước là ai, xin nhường đường. Đại hán lớn tiếng mà nói, khuôn mặt ngưng trọng nhìn về thân ảnh thanh niên phía trước một vẻ đề phòng gắt cao. Thanh niên phía trước khoác một bộ y phục đơn giản, thân thể cao gầy, lưng đeo trường kiếm. Khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật, chỉ là đôi mắt có chút tinh quang. Làm cho đại hán nghi hoặc chính là bản thân hắn không hề phát hiện ra tu vi thực tại của thanh niên này. Một người có thể đi lại trong mặt vụ xâm lâm không thể là người bình thường được. Thanh niên kia nghe được đại hán này cất tiếng hỏi cũng không có trả lời, bước chân vẫn chậm rãi đi tới nhẹ nhàng. Đại hán cùng bảy người đi phía sau cánh tay đã đặt trên binh khí đề phòng. Chỉ có một chút động tĩnh nhỏ là lập tức chiến đấu. Trước cuộc trước 20 bước chân, thanh niên kia cũng dừng lại, nhìn chầm chầm vào đại hán lên tiếng hỏi. Đây là tiên giới. Đại hán ngây người, không hiểu vì sao thanh niên này lại có câu hỏi như vậy. Đây chính là tiên giới, chẳng lẽ hắn bị lừa đá, hoặc là phi thăng giả sao? Phi thăng giả có thể trẻ tuổi như vậy ư, dường như cũng không có. Từ bên trong, màn che được kéo hờ ra, một cái đầu nhỏ xinh thò ra quan sát người vừa đến đầy vẻ hiểu kỳ. Vị thiếu gia này, đây chính là tiên giới. Mặc dù câu hỏi này có chút quá dị, thế nhưng đại hán này coi như cũng có chút lịch duyệt, kinh ngạc không để lộ ra ngoài. Trước câu hỏi của thanh niên kia liền mỉm cười chắp tay mà trả lời. Tiên giới, quả thực tới tiên giới rồi sao? Thế nhưng hai mươi mấy huynh đệ, tại sao mỗi mình ta ở đây, không lẽ bị chia cắt rồi? Thanh niên kia lẩm bẩm, hai hàng lông mày hơi nhíu lại đầy vẻ nghi hoặc. Vị thiếu gia này, nếu không có chuyện gì quan trọng, có thể cho chúng ta đi qua sao? Đại hán vẫn tỏ ra rất khách khí, không dám lãnh đạm cùng cao ngạo không biết rõ thân phận của thanh niên kỳ lạ trước mặt này hắn không dám mạo hiểm ân tốt các ngươi đang đi đâu ở đây có thành trấn nào sao thanh niên chỉ gật đầu nhẹ lại không có ý tứ nhường đường lập tức hỏi thêm phía trước theo con đường này tiến tới chính là trở về la lan thành công tử có thể đi a à? đại hán còn muốn trả lời thế nhưng từ bên trong xe một âm thanh thanh thúy vang lên lập tức trả lời câu hỏi của hắn ồ ra vậy các ngươi cũng đang trở về thành sao không phiên nếu cho ta đi theo một đoạn đường chứ thanh niên lại đưa ra câu hỏi lần này là muốn cùng theo đoàn người trở lại la lan thành chuyện này đại hán có chút không muốn dù sao đám người bọn hắn còn phải hộ tống tiểu thư trở về dắt theo một người lạ đi theo quả thực có chút nguy hiểm biết đâu người này chính là do thế lực gia tộc khắc phái đến thì sao lần này tiểu thư trở về từ vân sơn tổng đà chính là không ít người biết rồi trên đường trở về đã bị hai lần tập kích may mắn thoát đi được hiện tại xuất hiện một thanh niên kỳ lạ này hắn không có chút yên tâm nào a à. Hoài thúc cứ để công tử này đi theo chúng ta đi từ bên trong xe ngựa âm thanh thanh thúy mềm mại kia một lần nữa vang lên đại hán nghe được liền nghi hoặc một chút rút cuộc thở dài nhẹ nhàng nói vị thiếu gia này ở sau xe ngựa cũng có một khoảng khá rộng ta thấy ngươi không có tọa kỵ vậy ở đó mấy ngày đi từ đây về la lan thành còn có năm ngày đường nữa thanh niên kia gật đầu khẽ nói một tiếng cảm ơn ngay sau đó hắn chậm rãi đi ra phía sau xe ngựa yên lặng ngồi xếp bằng xuống điều tức thân thể người này thật không đơn giản, không biết tới từ địa phương nào. Thiếu nữ xinh đẹp kia hơi kinh ngạc thì thào trong lòng. Tốt rồi, tiếp tục đi thôi. Đại hán thấy như vậy, ánh mắt liếc cho bốn gã thủ vệ đi ở phía sau một cái. Bốn gã thủ vệ kia khẽ gật đầu ra vẻ rõ ràng, ánh mắt vô ý hữu ý chú ý nhất cử nhất động của thanh niên kia. Đoàn người tiếp tục hướng la lan thành đi tới. Chương 638, chặn giết. Hai ngày đường trôi qua, trên đường đi cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra, mọi người trong đoàn coi như cũng thả lỏng hơn chút ít thanh niên kia từ hai ngày trước vẫn là yên tĩnh điều tức tại một chỗ không có nhúc nhích làm đám người cũng bớt để ý hắn hơn chỉ là két này không ăn không uống cũng không có nói chuyện quả thực kỳ lạ tiểu thư người này quả thực đáng ghét a à, ta mang thức ăn cho hắn mà hắn không thèm nhận ngay cả mở mắt cũng không mở hứ tiểu nha hoàng kia tại trong xe ngựa dẫu môi lên sau đó quệt ngang tức khí mà nói khuôn mặt tràn đầy uất ức thôi nào người ta không nhận có lẽ là có đạo lý của người ta ngươi xem tính khí của ngươi, làm sao ta dám gả ngươi đi đây. Thiếu nữ kia miễn cười, ngón tay ngọc chỉ vào trán của tiểu nha hoàng nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, ngươi một câu gả ta, hai câu gả ta, ta mới không chịu. Tiểu thư người sau này thành hôn ta cũng phải đi theo người. Tiểu nha hoàng kia cười tươi tắn rạng rõ, hai con mắt sáng liên tục hấp háy đầy vẻ tinh nghịch. Tiểu nha đầu. Thiếu nữ kia cũng bị bộ dáng này của nàng làm cho phì cười, nụ cười khiến không gian bừng sáng hơn. Ai? Giấu giấu giếm diếm không dám lộ mặt sao? bất giác lúc này một tiếng quát lớn vang lên tiếng quát này chính là vị đại hán đi đầu được gọi là oai thúc kia đội ngũ lập tức dừng lại bảy người lập tức nắm lấy vũ khí trong tay cảnh giác nhìn về bốn phía xung quanh xung quanh lúc này không gian tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng lá cây đung đưa theo gió oai chính hai mắt tràn đầy vẻ cảnh giác bàn tay đã nắm lấy đại đao trong tay Khuyết ảnh lan cũng đảo đôi con mắt đỏ chậm rãi hướng xung quanh, quanh quan sát ha 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 không hổ là cử đầu oai chính của lâm gia không ngờ lại có thể phát hiện ra chúng ta sớm như vậy một tiếng cười lạnh vang lên bên trong khu rừng. Ngay sau đó hơn 30 thân ảnh hắc y nhân từ bốn phía đi ra lập tức bao vây đoàn người. Vẻ mặt Oai Chính cùng bảy nam tử còn lại biến sắc. Khí tức đối phương thả ra không ai là không phải cao thủ hợp thể kỳ. Nhất là kẻ vừa lên tiếng kia, Oai Chính liền không thể cảm nhận được thực lực của hắn. Điều này chỉ có thể khẳng định tu vi của đối phương mạnh hơn hắn nhiều lắm. Lâm Nga tiểu thư, ngươi đáng ra nên chấp thuận lời cầu hôn của đại thiếu gia nhà ta. Hơn nữa bí mật kia ngươi cũng không nên biết được phải ra tay với ngươi, trong lòng ta cũng không nở một chút nào. Lệnh ban xuống rồi, chỉ có thể nói ngươi quá không yên phận mà thôi. Hắc y nhân tiếng nói mạnh mẽ, khí tức ổn định. Khẳng định cũng là một trung niên tầm 40. Từ trên xe ngựa, hai thân ảnh đi xuống. Thân ảnh phía trước yêu kiều động lòng người. Y phục màu xanh bó sát thân thể lung linh khiêu gợi. Nàng mặc dù đeo nạn che mặt, thế nhưng ai cũng có thể đoán được phía sau nạn che mặt kia chính là một mỹ nữ. Ngươi là người của lục gia, không nghĩ lục gia lại để tâm tới một nữ tử như ta vậy đại thiếu gia nhà ngươi thanh danh quả thực ta không dám nói lại còn đánh chủ ý lên người ta lục gia cùng lô gia hai nhà kết minh muốn chèn ép lâm gia ta quả thực không thể nào nghĩ tới ánh mắt của thiếu nữ đầy tinh quang mỗi lời nói ra như gió xuân khiến người ta nghe đến mê mẩn hừ lâm nga cũng chỉ trách ngươi biết quá nhiều ngày hôm nay có trời mới cứu được ngươi ngươi chết ta xem lâm gia lần này còn có thiên tài nào có thể tham gia tranh đoạt danh ngạch chiến trường vị diện Lâm gia một đám đệ tử kia, không có ngươi một danh ngạch cũng không có. Gia tộc suy tàn, lôi gia cùng lục gia ta chèn ép. Vận mệnh của lâm gia cũng từ trên người ngươi mà mất đi thôi, ha ha ha. Vô sĩ. Tiểu nha hoàng đứng phía sau lâm nga nghiến răng mà nói. Hai con mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nói nhiều với ngươi như thế cũng đủ rồi, hiện tại ngươi có thể đi chết. Hắc y nhân cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia hàng mang. Một lời vừa xong lập tức đưa tay ra hiệu. Hơn 30 H y nhân có tu vi hợp thể kỳ lao tới điên cuồng triển khai công kích. Quái chính hừ một tiếng, lớn tiếng quát. Bảo vệ tiểu thư. Bảy người phía sau lập tức nhảy xuống khỏi ngựa tạo thành một trận thế bao bọc Lâm Nga cùng nha hoàng kia ở giữa. Tiếng binh khí lập tức va chạm vang lên, quái chính đi đầu đã giết được 4 H y nhân lao tới trước nhất. Quái chính, chết đi cho ta. Hắc y nhân đứng đầu kia thấy vậy liền lao tới, tốc độ cực nhanh. Một chưởng đánh ra cực mạnh về phía trước chưởng này ngưng tụ thành một chưởng ấn lớn mạnh mẽ công kích lên thân đao của oai chính tầm một tiếng oai chính bay đi một đoạn va vào xe ngựa thân thể đau đớn miệng phun máu tươi độ kiếp kỳ oai chính lúc này đã nhận ra kẻ kia tu vi đã đạt tới độ kiếp kỳ hắn không phải là đối thủ oai chính thực lực ngươi còn không đủ trước giết ngươi lại giết nàng hắc y nhân quát lớn hóa trưởng thành trảo mạnh mẽ lao tới oai chính một đòn bị thương nặng nhìn trảo của đối phương đánh tới mà bất lực mạng hắn hôm nay xong rồi sao Oai thúc. Lâm Nga muốn lao đến cứu viện thế nhưng lại bị một đám hắc y nhân cuốn lấy không rời. Tránh ra. Nàng quát một tiếng, trường kiếm chém ra đánh lui một tên hắc y nhân làm hắn trọng thương. Thế nhưng vẫn là không kịp viện trợ oai chính. Ầm. Uhm. Chính vào lúc oai chính cảm thấy tuyệt vọng, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện trước người hắn một tay đấm ra. Tiếng trầm thấp vang lên. Hắc y nhân kia bị một quyền làm thân thể nổ tung. Hoàn toàn trở thành huyết vụ. Toàn trường đang ồn ảo bỗng chốc trở thành tĩnh lặng tuyệt đối. Chương 639, huynh đệ phân tán. Hừ, chỉ là một độ kiếp kỳ nho nhỏ mà hung hăng càng quấy như vậy sao? Một thanh âm trầm thấp thản nhiên vang lên, thân ảnh vừa xuất hiện này không phải ai khác mà chính là thanh niên vốn ở sau lưng xe ngựa kia. Ánh mắt thiếu nữ vốn đang tuyệt vọng lập tức rơi lên người thanh niên tuổi tác xấp xỉ với mình, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy người ra tay chính là thanh niên không hề có chút chân khí nào trước mắt. Ở giữa sân, đoàn người đang chiến đấu kịch liệt đều cảm nhận được biến hóa này, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Ai, chỉ mới ngồi một lúc đã bị đau lưng. Thanh niên kêu lên một tiếng, hơi vặn sống lưng vang lên những tiếng lách cách của xương khớp. Khuôn mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì cho lắm. Dường như một màn vừa rồi đối với hắn không phải chuyện gì to tác vậy. Một đám hắc y nhân còn lại ánh mắt nhìn nhau, ngay lập tức không nói thêm một lời quay lưng bỏ chạy. Có cường giả, mau lui lại. Chẳng biết kẻ nào hét lớn, hơn 30 hắc y nhân chia ra bỏ chạy tứ phía. Muốn đi, lưu lại hết cho ta trông thấy đám hắc y nhân muốn quay người hướng rừng sâu bỏ chạy. Thanh niên cười lạnh hét lớn một tiếng. Thân thể hắn biến mất tại chỗ, ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng gió rít qua. Hơn 30 thân ảnh hắc y nhân toàn bộ trốn không thoát. Trong vòng vài giây ngắn mũi toàn bộ bị miễu sát. Thân thể hơn 30 kẻ này đều bị chém thành nhiều đoạn. Không có cách nào khác, đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Khi hết thảy yên tĩnh trở lại, người của Lâm Gia mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Thần cấp cao thủ, chỉ có thần cấp cao thủ mới có thể giết đi độ kiếp kỳ cường giả nhẹ nhàng như vậy. Hơn 10 người của Lâm Gia không nhịn được mà hít sâu một hơi. Một trưởng đánh chết đầu lĩnh độ kiếp kỳ của Lục Gia. Lại mấy giây sau chém toàn bộ hơn 30 cao thủ của Lục Gia. Mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có thuyết pháp thanh niên này là thần cấp cường giả mới có thể làm được. Ánh mắt thiếu nữ kinh ngạc. Thanh niên này nhìn qua cũng chỉ sắp xỉ tuổi với nàng nhưng đã là thần cấp cao thủ. Sắc mặt của vai chính cũng từ trong tái nhật trở lại yên ổn hơn một chút không nghĩ trong giây phút nguy hiểm ấy hắn rốt cuộc nhặt về lại được một mạng. Nghĩ lại tình cảnh nguy hiểm vừa rồi lại không khỏi toát mồ hôi hột. Tiểu thư, nơi đây ngươi thu thập một chút rồi đưa ta vào thành được chứ? Thanh niên lên tiếng với Lâm Nga. Lâm Nga gật đầu, từ trong suy nghĩ mà tỉnh lại nhẹ nhàng nói. Cảm ơn công tử, Lâm Nga đa tạ ơn cứu mạng của người. Lâm Nga cúi đầu hành lễ một lần liền nhẹ nhàng cảm tạ. Không có chuyện gì. Thanh niên nhẹ nhàng gật đầu, cước bộ hướng về phía sau xe ngựa đi tới. Công tử, Tiểu nữ có thể biết được tính danh của người không? Lâm Nga không rõ tại sao bản thân có chút dao động, lại muốn biết được tính danh đối phương. Ta là Việt Anh. Thanh niên cũng không quay đầu, hơi giơ tay lên nhẹ nhàng nói. Bước chân không đổi hướng về phía xe ngựa. Việt Anh. Lâm Nga lẩm bẩm trong miệng hai chữ này, bất giác nở nụ cười xinh đẹp. Một nơi khác về phía Đông Nam lúc này đang có hai phe nhân mã đối đầu. Một bên có đến 200 người, một bên chỉ có 50 người. Hai bên nhân mã đều đang nhìn về giữa trung tâm ở giữa trung tâm lúc này có hai thân ảnh đang giao thủ. Một trung niên đầu trọc cầm trong tay đại đao liên tục điên cuồng chém về thân ảnh đối diện. Tầng tầng lớp lớp đao ảnh mang theo sát khí mạnh mẽ đánh tới. Đối diện với hắn lúc này là một thanh niên mi thanh mục tú. Trên người mặc một bộ chiến giáp nhẹ. Khuôn mặt kiên nghị, hai tay nắm lấy trường thương không ngừng đối chiến. Ở phía xa một bên nhân mã có hơn 50 người, đứng đầu cũng là một thanh niên có mái tóc dài đến vai thả tự nhiên. Ánh mắt hắn lúc này nhìn vào trận chiến ở giữa có chút vui vẻ đại thủ lĩnh, liệu nhị thủ lĩnh có thể giải quyết được tên đại hán kia không? Ở phía sau có một tráng hán lo lắng lên tiếng hỏi. Thanh niên được gọi là đại thủ lĩnh kia cười nhạt lên tiếng nói. Không quá 10 chiêu nữa hắn nhất định bị giết. Tiếng nói chắc như đinh đóng cục của hắn làm một đám người ở phía sau cảm giác được sát khí cùng ngữ khí bá đạo của hắn lòng cũng yên tâm hơn một chút. Hơn 20 huynh đệ cuộc phi thăng, không nghĩ bị phân tán đi khắp nơi. Chỉ có hai người bọn hắn may mắn cùng nhau ở một chỗ. Cũng không biết những người khác hiện tại thế nào ken ken ken. Chỉ thấy lúc này trận đấu ở giữa chính thức chuyển biến. Thanh niên cầm trường thương kia lập tức biến ảo chiêu thức, mang theo sự bất ngờ cực kỳ khủng bố nhất thương phá mạnh. Một tiếng trầm đục vang lên, trung niên cầm đại đao kia lập tức bị trường thương xuyên thủng đầu. Trận đấu đã phân thắng bại. Có Triệu Vân Triệu Tử Long ở đây, còn ai dám chiến một trận? Tiếng quát như tiếng sấm nổ khiến hơn 200 người bên phía đối diện run sợ. Hai vị thủ lĩnh đều bị thanh niên kia giết cả rồi, làm sao bọn hắn có thể đánh lại được chứ? Điều phong ta ở đây tuyên bố, theo thiên sát trại chúng ta liền có thể sống, kẻ không theo toàn bộ giết. Ở phía sau, thanh niên đại thủ lĩnh kia cũng lớn tiếng quát, uy vọng mạnh mẽ phát ra. Tiếng quát như tiếng long ngâm khiến người ta sợ hãi. Chương 640, Hai năm kiên trì Cấm vực phá băng 2 năm về trước xảy ra chấn động. Cây cầu dài kết nối giữa tiên giới cùng cấm vực không hiểu sao vỡ vụn rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Từ hai năm trước đã không còn ai có thể tiến vào cấm vực phá băng nữa sau bên trong cấm vực phá băng hai năm trôi qua vết tích để lại của một cuộc chiến vẫn chưa biến mất hoàn toàn những hố sâu những vết nứt để lại vẫn chưa bị băng tuyết phủ kín tuyết rơi xuống mang theo giá lạnh không cùng một thân ảnh thanh mảnh đang nhẹ nhàng bước đi người này là một nữ tử trên người mặc y phục được chế tác từ da lông yêu thú thời tiết da lạnh nhưng đối với nàng dường như vẫn có sự miễn dịch đối với giá rét khuôn mặt thanh tú động lòng người hai con mắt hút hồn nàng không phải ai khác chính là lập phi thời gian hai năm trôi qua trên người nàng dáng vẻ tiểu hư thanh nhã yêu kiều đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự trưởng thành, vũ mị, hoang dại cùng mạnh mẽ. Trên vai nàng lúc này đang vác một đầu bạch lang tu vi hóa thần. Đầu bạch lang đã chết, cước bộ của nàng chậm rãi đi tới bên trong một thông đạo băng tuyết. Lớp băng tuyết này chính là đã có niên đại vạn năm, có thể tạo thành thông đạo này không biết lập phi đã dùng bao nhiêu thời gian cùng công sức. Băng tuyết này vô cùng trong suốt, có thể nhìn xuyên qua toàn bộ mà không hề ảnh hưởng gì. Thông đạo dài tới hơn 400 mét, lúc này lập phi mới ném sát bạch lan ở một bên ánh mắt nàng nhìn về phía trước khuôn mặt đầy vẻ kiên nghị đối diện với nàng không xa một thân ảnh cởi trần chỉ mặc một chiếc quần đã rách nát là một thanh niên tóc bạc thân thể rắn chắc đã bị đóng băng bên trong lớp băng tuyết kia hoàng minh đợi ta hôm nay nhất định ta sẽ đưa chàng rời khỏi nơi này lập phi lẩm bẩm trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm đã gãy nàng đi tới phía trước dùng trước kiếm bắt đầu đục khoét lấy linh lực trung vị thần của nàng truyền tới trường kiếm từng lớp băng chậm rãi được bào mòn Năm phút trôi qua nàng mới chỉ tiến thêm vào một khoảng 3cm. Thế nhưng động tác của Lập Phi rất nhẹ nhàng chuyên nghiệp. Dường như hai năm qua nàng đã tập thành thói quen. Ánh mắt nàng tập trung vào phía trước, linh lực liên tục vận chuyển. Nhớ lại hai năm về trước, trong đêm tối tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Minh. Rốt cuộc hai ngày nữa trôi qua, Lập Phi chết lặng khi tìm thấy thân ảnh hắn bị kẹt bên dưới đáy hai tòa đại sơn. Nàng đã khóc quà lên, hai bàn tay không ngừng cào vào lớp băng nhưng vô vọng. Đến hiện tại, thời gian hai năm đã trôi qua, trường kiếm của nàng vốn là một thanh thượng phẩm linh khí cũng đã vì đào bới mà mòn đi sắp tới cán lập phi hai năm thời gian ngoài ăn uống cùng nghỉ một chút thì thời gian còn lại toàn bộ đều dành để đào thông đạo mỗi ngày trông thấy hắn chính là động lực để nàng cố gắng ngày hôm nay ngày hôm nay nàng nhất định phải cứu hắn ra cứu hắn khỏi nơi này lập khi cắn chặt hàm răng cánh tay hơi dùng thêm sức lực một dãy băng tuyết được nàng làm rơi lớp băng tuyết này không dễ hòa tan thế nhưng vừa mới chuyển ra liền có một con yêu thú giống như mèo chậm rãi chờ đợi bên cạnh. Con yêu thú này nhẹ nhàng xu lại lớp băng tuyết nhỏ đó thành một khối sau đó mang ra ngoài cửa thông đạo, tốc độ khá nhanh. Thời gian cứ thế trôi qua, đã sắp sang ngày tiếp theo, Lập Phi cũng càng xúc động, cánh tay đã có chút run rẩy rồi. Mặc dù thần cấp cường giả có sức mạnh cùng khả năng chịu đựng cao, thân thể có thể tự chế tạo lại nhưng lớp băng tuyết vạn năm hình thành này làm sao có thể dễ dàng như thế chứ. Hai tay của Lập Phi đã đỏ lên vì đau đớn, linh lực đã sắp cạn kiệt thế nhưng nàng lại cắn răng kiên trì tiếp tục đi tới nàng đã chờ quá lâu lúc này nàng chỉ còn cách hắn một lớp băng mỏng nữa mà thôi lập phi kích đông hai tay đã có chút run rẩy rắc một âm thanh nhỏ vỡ vụn vang lên ánh mắt lập phi sững sờ nhìn trường kiếm của nàng từ lúc nào nó đã hoàn toàn bị mài mòn không còn một chút nào nhưng đến lúc này lớp băng mỏng cuối cùng kia cũng bị phá vỡ ngón tay út của hoàng minh rốt cục cũng thoát khỏi lớp băng kia mà ra bên ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của lập phi cùng đầu yêu thú nhỏ nhắn kia thân thể hoàng minh từ từ nóng lên xung quanh hắn chậm rãi có lưu quan màu vàng dao động hoàng minh chàng lập phi thì thào hai mắt đã rơi xuống nước mắt ầm một tiếng nổ lớn vang lên lớp băng tuyết xung quanh người hoàng minh đã bị hòa tan thân ảnh hắn từ trong đi ra vừa một tiếng lập phi như một chú mèo nhỏ xà vào lồng ngực hắn hai cánh tay ôm lấy hắn nước mắt ấm nóng của nàng không ngừng rơi cảm ơn nàng hoàng minh ngậm ngùi hai cánh tay rắn chắc ôm lấy thân thể thiếu nữ vào trong lòng hai năm qua hắn thật sự không bị mất đi ý thức nhưng thân thể hắn bị băng phong dường như có một cỗ lực lượng kỳ quái ngăn cấm hoàn toàn thân thể hắn hệ thống cũng không thể khởi động hai năm trôi qua nhìn lập phi ngày ngày chậm rãi đào thông đạo làm sao hoàng minh không đau lòng cùng cảm động chứ hắn làm sao có thể đây hắn nợ nàng thật nhiều nợ nàng cả một mạng sống của hắn